bệnh hiện tại trong người ông là trước tiên là tiểu đường, thứ hai nữa là sỏi mật, thế ông tại sao ông quyết định điều trị bằng cái phương pháp tế bào gốc này ạ? Thì thực ra lúc đầu nó nói là cái này là do con trường quyết định, ông bà biết gì nó thật ông bà. Thế thì chị cháu hỏi là trong khi cái quá trình mình truyền và sau mình truyền thì ông cảm thấy như thế nào trong cơ thể? Lần thứ hai rồi. Lần thứ ba. Lần thứ ba. Đây là lần thứ ba. Cảm thấy người đi chuyển. Biến chuyển như thế nào? Tức là nó khỏe ra, chứ năm tuổi ông làm gì phát triển cơ được, nó bỏng méo bỏng. Còn nước da của ông là bẩm sinh, là lúc nào cũng hồng hào. Nếu ông cảm thấy thì là trong cuộc sống hàng ngày thì là ăn rồi là ngủ thì ông có thấy nó thay đổi như thế nào không ạ? À có chứ, nhất là ngủ lần đầu tiên đấy, về ngủ được. Xong đến lần thứ hai là nó cũng ngủ cũng bình thường, đến bây giờ là lần này lần thứ ba thì chưa biết thì cái tuổi ông 70 tuổi làm sao ngủ được 8 tiếng. Năm tiếng. Dạ, nhưng mà so với lúc trước khi mình điều trị và sau điều trị thì ông cảm thấy là ngủ vẫn ngon hơn đúng không ạ? Đúng rồi. Dạ. Ngủ sâu hơn. Ngủ sâu hơn. Thế cháu có hỏi là sau này bác ông quyết định tiếp tục làm lần nữa không ạ? Thế là do quyền anh trưởng. Cháu hỏi câu câu hỏi cuối cùng thì là nếu mà đối với người khác mà muốn điều trị bằng phương pháp này thì ông có muốn có lời nhắn gì không, và nếu mà ông theo ông thì có khuyên mọi người điều trị bằng cái phương pháp này không ạ? Nói chuyện này, dạ. Mấy người có điều kiện này làm được cái này, cũng có người đang muốn chuyển nhưng mà chỉ chuyển phần 2 lần thôi, có được không? Dạ, được, nhưng mà nó không hiệu quả. Y học thì là ông muốn. Nhưng mà học theo ông thì là mình có nên, nếu mà có điều kiện thì có nên các cụ hỏi có tiền rồi cái gì thừa phấn thì vẽ voi. Cảm ơn ông ạ.